Xin chào quý vị đã đến với Bình An Tử Vi. Khi xem video này, chắc hẳn quý vị đang quan tâm tới cuộc sống, vận mệnh, tương lai của mình như thế nào đúng không? Hãy cùng với Bình An Tử Vi tìm hiểu về tử vi trọn đời để biết cuộc sống, tình cảm, công danh, tài lộc như thế nào nhé. Thông tin chung về tuổi Quý Dậu năm 1993 nam mạng. Tuổi Quý Dậu là những người sinh năm 1993 và nam mạng thuộc cung là cung Đoài và cung mệnh là kiếm phong kim, và có xương là xương con gà, và có tướng tinh là con đười ươi, và nam mạng thì được ông tử vi độ mạng. Coi tử vi trọn đời năm 1993 nam mạng qua thơ. Luận xem số mạng con gà, mạng kim cung Đoài dáng tìm thì ra, số này bất luận là ai, mùa thu xanh thuận đố ai dám bi. Nhưng mà nhiều kẻ hiền lành, ít ai ở giữ gian manh bạo tàng. Hậu vận có của mới an, tiền vận làm có của kho chẳng còn. Hai dòng cha mẹ mới an, không thì chồng vợ khó toan một đời. Năm xưa tận khổ đã thường, vận sau 49 trời ban phước lành. Anh em xung khắc hay dày, cô bác có của ta đây chẳng mang. Cuộc sống của nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Theo Bình An Tử Vi thì luận đoán tử vi chọn đời của 12 con giáp thì nam giới tuổi Quý Dậu thì có một cuộc đời nam giới tuổi Quý Dậu thì có nhiều thăng trầm lúc nhỏ và đường sự nghiệp thì rất khó khăn, nên an phận thì tốt hơn và không nên có quá nhiều hy vọng vào những năm khác, và cần phải an ủi phận mình về đường gia đạo thì tốt hơn. Và tuổi Quý Dậu thì khó phát triển về tài lộc và cuộc sống cũng có phần sôi động vào lúc tuổi nhỏ, nhưng qua 30 tuổi trở đi thì dễ chịu hơn và tài lộc bắt đầu có những phần thắng lợi và cuộc đời cũng sẽ bắt đầu đi lên được từ lúc đó. Và tuy cuộc sống có nhiều thăng trầm nhưng cá nhân và bản thể thì sung sướng và ít khi có được sự cực nhọc về thể xác, mà lại có nhiều khổ tâm về tinh thần hay lo nghĩ và phải nhiều giai đoạn và mất hẳn sự tin tưởng và khả năng của chính mình. Và tuổi Quý Dậu thì có nhiều tiền nhưng cũng tiêu hao hết, và trung vận thì gặp xui xẻo, và tuổi này thì trường thọ trung bình từ 56 đến 68 tuổi là mức tối đa. Tiếp theo là về đường tình duyên của nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Thứ nhất là nếu quý bạn tuổi 1993 nam mạng sinh vào những tháng kể như sau thì cuộc đời của quý bạn phải có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là sinh vào các tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Thứ hai là nếu quý bạn sinh vào những tháng này thì quý bạn sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là những tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Và cuối cùng là nếu quý bạn sinh vào những tháng này thì quý bạn sẽ được hưởng hạnh phúc bền lâu và không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là sinh vào các tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tiếp theo, gia đạo và công danh của nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Khi xem tử vi chọn đời cho tuổi 1993 thì Bình An Tử Vi thấy rằng về phần công danh thì lên bổng và xuống trầm suốt thời trung vận, nghĩa là khoảng từ 20 cho đến 30 tuổi. Nhưng qua 36 tuổi trở đi thì vấn đề công danh mới có cơ hội lên cao. Gia đạo thì có nhiều thay đổi về thời tiền vận và tuổi nhỏ, và trung vận thì chưa chắc được yên. Về phần gia đạo có nhiều rối rắm và hậu vận mới được yên ổn và an vui. Và sự nghiệp có khi lên cao nhưng có khi lại xuống thấp, cho đến ngoài 36 tuổi thì mới được vững chắc. Và tiền bạc thì ra vào bất thường, và có vào nhiều thì cũng có ra nhiều. Nhưng vào tuổi 36 trở đi thì vấn đề tiền tài cũng tạo ra được nhiều khả năng và dồi dào. Như vậy quý bạn đã có thêm góc nhìn về cuộc sống, tình yêu, gia đạo của mình rồi đúng không? Giờ mời quý bạn hãy cùng tìm hiểu về tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp nên duyên vợ chồng và diễn biến cuộc đời mình từ năm 20 tới ngoài 60 tuổi nhé. Tiếp theo, tuổi hợp làm ăn với nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Khi xem tử vi chi tiết cho cuộc đời nam mạng tuổi Quý Dậu thì dù là chọn đối tác làm ăn hay đối tác để hùn hạp hoặc là hợp tác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng nên chọn và kết hợp cùng với những người tuổi Quý Dậu, Ất Hợi và Đinh Sửu. Và những người tuổi này thì rất hợp với tuổi của quý bạn trong chuyện làm ăn, và kết hợp sẽ giúp chuyện làm ăn phát triển và sự nghiệp thăng tiến và công danh rạng rỡ, và không lo lắng gặp phải thất bại hay là thua lỗ về mặt tài lộc. Tiếp theo là chọn lựa tuổi vợ hợp với tuổi nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Thứ nhất thì Bình An Tử Vi cho rằng trong việc chọn lựa vợ, nếu quý bạn chọn lựa được những người hoàn toàn thì cuộc sống có thể đẩy mạnh trong cuộc đời của quý bạn lên cao về tiền bạc cũng như là tình cảm dồi dào.
Những tuổi này thì rất hợp cho sự làm ăn của quý bạn. Đó là những tuổi Quý Dậu là đồng tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ và Tân Mùi. Thứ hai là quý bạn kết duyên với những tuổi được kể ra sau đây thì cuộc sống chỉ có thể phát đạt lên đến mức trung bình, đủ ăn đủ mặc mà thôi. Vì những tuổi này thì chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Đó là những tuổi Giáp Tuất, Bính Tý và Canh Thìn. Thứ ba là quý bạn kết hôn với những người tuổi này thì cuộc sống rất khe khắt và nghèo nàn và khó thoát khỏi cảnh bần hàn, khổ sở suốt đời và không được khá. Đó là quý bạn kết duyên với những tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần và Giáp Thân. Thứ tư là có những năm rất xung khắc với tuổi của quý bạn và việc lựa chọn hôn nhân không thành hay thành thì cũng phải chịu đi xa và xa vắng khó mà ở với nhau trọn đời được. Đó là những năm mà quý bạn ở với số tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Và cuối cùng là quý bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời của quý bạn có số đào hoa và có nhiều thê thiếp hay tình yêu và hay ít ra thì cũng đa đoan về việc vợ con. Đó là quý bạn sinh vào các tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Tiếp theo là những tuổi đại kỵ với nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Tuổi đại kỵ với tuổi của quý bạn năm 1993 nam mạng là các tuổi Nhâm Ngọ và Canh Ngọ. Và nếu quý bạn chọn lựa kết hôn, hợp tác làm ăn hay là kết hợp với những người tuổi này vào bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống thì đều sẽ mang lại vận xui. Và nếu kết hôn thì quý bạn sẽ rơi vào cảnh biệt ly hoặc có thể là tuyệt mạng bất ngờ vào giữa cuộc đời. Vì vậy tốt nhất thì quý bạn nên tránh xa những tuổi này ra là tốt nhất. Tiếp theo là những năm khó khăn nhất của nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Quý bạn tuổi 1993 nam mạng thì vào những năm ở 25 tuổi, 31, 34, 38 và 40 tuổi thì thời gian đó thì cuộc sống sẽ gặp rất nhiều trở ngại và công việc làm ăn thì khó thành công và sự nghiệp khó mà xây dựng vững chắc được. Và cũng nên phòng tránh tai nạn cũng như bệnh tật có thể xảy đến bất ngờ. Tiếp theo là những hướng xấu và tốt với nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Đầu tiên là về hướng tốt. Thứ nhất là hướng sinh khí, tức là hướng Tây Bắc. Và theo tử vi ngày nay thì hướng nhà này thì sinh vượng và tốt về đường tài lộc và con người. Nhưng do hướng thổ khắc sao mộc nên về sau thì kinh tế sẽ kém hơn và không tốt bằng lúc ban đầu. Thứ hai là hướng thiên y, tức là hướng Tây Nam. Hướng nhà này thì làm ăn phát đạt và có tài sản tích lũy, nhưng nam giới thì tổn hại và sức khỏe yếu kém. Và nữ giới thì làm chủ và khó có con nối dõi và kiến nghị nam giới tuổi Dậu thì không nên ở nhà này. Thứ ba là hướng diên niên, tức là hướng Đông Bắc. Hướng nhà này thì làm ăn tốt và nhân đinh dồi dào và con cháu đều giỏi giang và thành đạt, sức khỏe thì thuận lợi và tuổi thọ cao, gia đình thì hạnh phúc. Và cuối cùng là hướng phục vị, tức là hướng Tây. Hướng nhà này thì âm thịnh và dương suy và phụ nữ lấn át chồng và nữ giới thành công hơn nam giới và đàn ông bệnh tật và giảm thọ và gia sản lúc đầu thì vượng, giàu có nhưng về sau thì kém dần. Và cuối cùng là về hướng xấu. Đầu tiên là hướng tuyệt mệnh, tức là hướng Đông. Hướng nhà này thì sa sút và lụi bại và kinh tế không vượng thì thường gặp lại chuyện tai ương và kém may mắn. Thứ hai là hướng ngũ quỷ, tức là hướng Nam. Nhà này thì nhiều thị phi và nhiễu nhương và sức khỏe con cái trong gia đình thì không tốt và thường xuyên thì đau ốm. Thứ ba là hướng lục sát, tức là hướng Đông Nam. Nhà này thì thường gặp tai họa và bất hạnh và phụ nữ trong nhà thì mâu thuẫn khắc khẩu và bệnh tật thì hóa chồng và chịu nhiều khổ ải, nhất là trưởng nữ, và kinh tế thì không vượng và kinh doanh thì thất bại. Và cuối cùng là hướng họa hại, tức là hướng Bắc. Nhà này thì vốn dư giả và có của ăn của để, nhưng càng về sau thì kém đi và phụ nữ dễ bị sinh họa và sinh nở thì khó khăn. Tiếp theo là những màu sắc hợp và kỵ với nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Nam mệnh sinh năm 1993 thuộc cung là cung Đoài và hành kim thì hợp với các màu tương sinh thuộc hành thổ là màu nâu và màu vàng, và màu tương hợp thuộc hành kim là màu trắng, xám và ghi, và màu chế ngự được thuộc hành mộc là xanh lá cây. Thứ hai là kỵ với các màu đỏ, hồng và tím và cam, vì đây là các màu thuộc hành hỏa mà hỏa khắc kim thì không nên dùng màu thuộc hành thủy và đen và xanh nước biển, vì kim sinh thủy dễ bị sinh xuất và giảm đi năng lượng. Tiếp theo là diễn tiến cuộc đời theo từng năm của nam mạng tuổi Quý Dậu năm 1993. Thứ nhất là từ năm 20 tuổi cho đến năm 25 tuổi.
Từ năm 20 tuổi cho đến năm 24 tuổi thì cuộc sống của quý bạn có ít nhiều phát triển trong vấn đề tài lộc. Vào tháng 6 và tháng 8 âm lịch thì có thể sẽ có hoại tài và có nhiều kết quả khả quan trong sự nghiệp. Nhưng vào tháng 12 âm lịch thì có thể sẽ gặp chút khó khăn. Tuổi 25 thì khá tốt đẹp, vào đầu năm thì quý bạn thì có cơ hội thu được nhiều thuận lợi, gia đạo thì có chút bất an, và thời điểm cuối năm thì lại khá bình thường. Tiếp theo là từ năm 26 tuổi cho đến năm 30 tuổi. Vào năm 26 tuổi thì mọi việc không được tốt lắm vào khoảng tháng Giêng và tháng 2 âm lịch, nhưng những tháng còn lại thì khá bình thường, và từ khoảng tháng 8 về sau thì chuyện làm ăn khá tốt và tài lộc được dồi dào và chuyện gia đình cũng được êm ấm. Năm 27 tuổi thì được phát đạt suốt năm. Năm 28 tuổi thì đường công danh cũng như vấn đề tài lộc khá tốt đẹp. Tháng 6 âm lịch thì kỵ đi xa, và nếu có giao dịch liên quan đến tài lộc sẽ chịu thiệt. Năm 29 tuổi thì khá bình thường và chuyện làm ăn không mấy tốt đẹp, nhưng tài lộc và chuyện tình cảm khá yên ổn, và tuy không có được nhiều nhưng cũng không tổn hào lắm. Năm 30 tuổi thì những tháng đầu năm có đại nạn, và cẩn thận giao thương và xuất hành vào những tháng đầu năm. Tiếp theo là từ năm 31 tuổi cho đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi thì cả năm đều bình thường. Tuổi 32 thì khá tốt đẹp, và thời điểm cuối năm có thể thu được nhiều thành công lớn và nên thực hiện những giao dịch hay giao thương sẽ thu lợi. Tuổi 33 thì chuyện làm ăn thì tiến triển nhiều, và tránh tháng 6 và tháng 7 thì cần cẩn trọng trong việc giao du trong công việc. Những năm 34 và 35 tuổi thì khá vẹn toàn, và chuyện làm ăn cũng dừng ở mức bình thường và có thể tăng hơn, về chuyện nghề nghiệp sẽ tốt hơn. Vào năm 35 tuổi thì kỵ vào tháng 9 âm lịch và tránh đi xa, và có thể gặp đau bệnh bất ngờ. Tiếp theo là từ năm 36 tuổi cho đến năm 40 tuổi. Sang tuổi 36 và 37 thì đường tài lộc cũng như chuyện tình cảm thì có đôi phần suy sụp và có cơ hội phát triển trong khả năng nghề nghiệp, nhưng cũng nên cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc và có thể hao tổn tài của. Đến năm 38 và 39 tuổi thì tinh thần có thể sẽ bị dao động khá mạnh, và phần gia đạo sẽ không yên ổn, và cẩn thận tuổi 38 thì gia đạo sẽ có người gặp đại nạn, và năm 39 tuổi thì khá yên hòa. Còn năm 40 tuổi thì mọi chuyện khá yên tĩnh về cả tâm trí lẫn tài lộc, và tình cảm và gia đình cũng được hài hòa. Tiếp theo là từ năm 41 tuổi cho đến năm 45 tuổi. Năm 41 tuổi thì quý bạn có thể thường xuyên đau bệnh và xung khắc gây ra đại nạn vào khoảng tháng 10 âm lịch, và cẩn thận có đại tang xảy đến. Sang những năm 42 và 43 tuổi thì cuộc sống không có quá nhiều chuyện quan trọng xảy đến, và trừ những chuyện trong gia đình, và 42 tuổi thì có hao tổn tài của ít nhiều. Đến những năm 44 và 45 tuổi thì quý bạn có khó khăn trong vấn đề tiền bạc, và tốt nhất là tránh đi xa hoặc là tính toán chuyện phát triển làm ăn. Nếu không thì quý bạn sẽ gặp phải thất bại, nhưng cũng không thu được lợi mà còn bị thua lỗ. Và cuối cùng là từ năm 46 tuổi cho đến năm 50 tuổi. Những năm này thì vấn đề về nghề nghiệp và không gặp nhiều may mắn lắm, và công danh cũng vậy, và chuyện làm ăn thì chỉ dừng ở mức độ trung bình, và tránh đi xa như thực hiện những giao dịch liên quan đến tiền bạc, gia đạo thì có phần bất an bạn nhé. Cảm ơn quý bạn đã xem video tới đây. Chắc hẳn quý bạn đã có những suy nghĩ toan tính cho cuộc sống của mình rồi đúng không? Lưu ý rằng đây chỉ là những dự đoán chung cho tuổi của quý bạn và sẽ ứng biến vào cuộc sống của quý bạn ở từng thời điểm khác nhau. Nếu muốn xem tử vi chi tiết cho cá nhân, quý bạn đừng quên chia sẻ bài viết này và comment giờ, ngày, tháng, năm sinh xuống phía dưới. Bình An Tử Vi sẽ giải luận cùng quý bạn nhé! Rất hân hạnh khi nhận được comment của quý bạn ở phía dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở các video tiếp theo.